Sóng Trăng đã bao đời dầm mưa dài nắng, đổi lấy chén cơm thơm ngọt như sữa mẹ má ngọt đời con. Sông quê tôi đổ về ba ngã, cây trái ngọt uống dòng phố xa, đường qua Trường Khánh người bạn qua, tôi trẻ tôi hiểu ta lứa thiền. Về đây tâm thâm người bạn Khmer, nghe hát dù kê và điều múa lâm thôn. Sóng sẽ bay bòn câu na bòn, câu na bòn Sóc Trăng lũy tre làng hàng dừa rợp bóng, dù đi bốn biển năm châu xa quê rồi mới hiểu lòng đau. Sóc Trăng đã bao đời dầm mưa dài nắng, đổi lấy chén cơm thơm ngon như sữa mẹ mát ngọt đời con. Sông quê tôi đổ về ba ngã, cây trái ngọt uống dòng phố xa, đường qua Trường Khánh người bạn qua, tôi trẻ tôi hiểu ta lứa thiền. Về đại tâm thăm người bạn Khmer, nghe hát dù kê và điệu múa lâm thôn. Sóc Sa bay bòn tàu na bòn, tàu na bòn quê hương. Sóc Trăng lũy tre làng hàng dừa rợp bóng, dù đi bốn biển năm châu xa quê rồi mới hiểu lòng đau. Dù đi bốn biển năm châu xa quê rồi mới hiểu lòng đã. Hay quá, hay quá, trời ơi, xuất sắc, trời ơi, vừa đẹp trai mà vừa hát hay nè nha. Gái miền Tây chắc là mê hai đứa lắm á. Vỗ tay gì?
mấy cái đứa tiền đồng ngọc nữ này nè, tháng nào nó cũng lãnh lương mà nó không có chịu làm việc, đi hái đào đi. Chúng ta phải thua hoài à. Lấy gì? Dạ. Cho nó búa lửa ly chứ, lũi nó đi lâu. Bộ ăn xin bộ đứa nó. Hả? Nói vậy, nó nói gì vậy? À chạy, à chạy. Ông biết không, biết không? Dịch coi. Biết dịch không? Ê, bồn. À, bộ ăn xin bộ đứa nó. Ăn cà na hả? Cái gì ăn cà na? Ờ, bon si cái lô ná tao là nó lấy cái thằng là vũ rồi nó hát hay quá lì á. Đúng rồi cháu tôi mà. Cha này hay nè, tiếng nào cha cũng biết này về. Cảm ơn. À, người Trung Hoa mà biết tiếng Khmer luôn hay thì tiếng chúc chúc á, chúc lĩnh bò ăn phải sờ rong ni sạc nè. Hả? Sắt na. Là sao mà chạy? Không, ve vô. Cái này ngủ không có biết rồi. Ve vô, dịch tầm bậy tầm bạ. Không phải. Y con nói là anh Vũ mặc cái sarongni nhìn đẹp như người Khmer. Không có mặc sarong đâu. Ta nói đâu có mặc nếu như đâu có mặc sarong. Nếu như trời ơi, con nói vậy biết tiếng Kinh hả? Sao nãy giờ không nói? Biết chưa? Biết nói tiếng Kinh chưa? Nhưng mà nói tiếng Khmer chứ nó có phần kết. Đói bụng chưa? Con ơi, bây giờ dậy hay con dắt tụi này ly tham quan cái chỗ sóc trăng này ly ha, cái địa danh này lùng thùy là dẫn ly ăn mấy cái món ăn lạc sẵn ở cái miền Tây là cái sóc trăng này luôn á. Được chưa? Người dân tộc chúng tôi rất làm mến khách. Nhưng mà chị sợ những món ăn của chúng tôi quý vị ăn không quen. Món gì mà ăn không quen? Có bún mắm không cô? Ôi nhiều lắm. Vậy hả? Nhiều lắm à? Ở cái món đó con thích đó không? Con tám thèm lắm. Con cũng thèm nó, tám con thích bún đó lắm. Để cô dắt quý vị đi ăn bún mắm nha. Hay quá. Đi ăn bún mắm xong rồi đó là chia tay luôn nghe. Ngày mai ông cháu tôi á là đi về Cà Mau. Ồ, ngày mai là ông cháu đi. Ảnh hưởng thằng này rồi. Ảnh hưởng cái thằng này. Không phải là ngộ lấy là ngày mai là hai lý ly gì Cà Mau hả? Nhà ngộ cũng ở dưới Cà Mau luôn á. Ủa vậy hả? Sẵn dịp mà ngộ sẽ ly chung ha, là mời hai lý tới nhà chơi luôn với bà Tám luôn ha. Vậy á. Tôi đi nữa ha. Đi nữa hả? Đi Cà Mau phải không? Cho tôi ly chung ha. Ê, nói vậy để tôi đi kiếm ông Bác Tài nghe. Thôi dạ, trời ơi, ông vậy ông bán bánh ninh rồi. Cha Bác Tài thần kinh bán bánh ninh đi về rồi. Không có đi xe lam nữa. Mình sẽ đi ghe. Rồi, đúng rồi. Bây giờ cũng vậy lắm. Đi. Vậy bây giờ mình đi ăn bún mắm đi. Đi ăn bún mắm. Bây giờ bọn ơi. Bọn ơi.